Ừ không chứ nó hơi to à. Nè 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 nè. Ôi ăn gì tổn chết. Cô bác của anh chị nhân hái cho mình 6 công vừa đang cầu cứu cô bác của anh chị. Thì hôm nay thì qua đây để mà cùng với anh nè, để mà chia sẻ bớt cái khó khăn phần nào. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một ruộng dưa của một anh nông dân. Anh trồng đến 6 công dưa. Và hiện vì cái lượng xe mà không có thể lưu vận chuyển lên Sài Gòn được, cũng như là các thương lái, các chợ không có hoạt động nữa cô bác quý anh chị, thì lượng dưa ở đây ùn ứ rất là nhiều. Và hiện nay thì cái việc mà anh cần ra cái lượng dưa đến cái ngày thu hoạch rồi mà thương lái thì lại không mua, và đó là một cái vấn đề nan giải cho anh cũng như là gia đình của anh. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây giới thiệu với cô bác về cái ruộng dưa của Nhân, và cũng như là hỗ trợ phần nào để giải cứu được cái dưa của Nhân. Tại nghe anh Nhân nói những cái khó khăn rất là khó khăn rất là nhiều luôn. Và đây là anh Nhân này cô bác quý anh chị, và anh chủ này, anh Nhân này là chủ ruộng dưa. Làm lâu chưa anh Nhân? Chưa em đéo này. Làm năm nay cũng được 3 năm. Vô. Làm 3 năm hả? Dạ. Yeah. Đất này là đất nhà hay là đất thơi? Đất thơi. Đất thơi hả? Dạ. Dạ. Rồi hôm nay thì em nghe chị Siên nói đó là dưa mình là không thương lái, không thu mua hoặc là hạ giá xuống là như thế nào, anh có thể chia sẻ cho em không? Nghĩa lúc đầu thì căn ngày đầu cũng có giá, từ lúc chị thị ra rồi đầu xe cộ không lưu thông được đó. Mình chở vận chuyển mà tới bên mương Bà Cả và anh nghe bên đò đó căng có 2.200. Dưa tốt hả? Đúng rồi. Trời ơi. 2.200 ký. 2.200 là chi phí mình chịu hết luôn á. Ôi ơi. Mướn xe ba gác này kia nhân công là mình chịu hết. Đi dài vô đi. Ừ. Rồi là thua luôn, tính vậy là nó không có lợi nhiêu rồi thôi. Này là 6 công đất này là mình thuê hết hả? Thuê hết. Ừ. Anh dưa thì nó thường thu hoạch là khoảng bao nhiêu anh Nhân ha? Bao nhiêu ngày là nó hết đợt? Mùa này chắc chừng 20-20 mấy ngày. Hiện nay là mùa này mau rồi, bị không có vô phân vô thuốc gì, giá quá tệ rồi. Ồ, hiện nay vào khoảng thu hoạch gộ đúng không anh? Dạ. Mỗi ngày như thế thì anh thu hoạch là bao nhiêu tấn dưa? Này chắc hơi thấp, chừng 1 tấn mấy, 2 tấn à. 1 tấn mấy, 2 tấn hả? Qua em bé là 1 tấn 8 mấy. Rồi anh thu hoạch vậy là người nhà thu hoạch hay là anh mướn? Dạ, nhân công thì thôi bị nhiều quá đó, mình đâu có thể nào mình hái được. Dạ. Hiện nay thì giá dưa mỗi một như thế, mỗi một ký như thế là anh bán được bao nhiêu ngàn, bao nhiêu tiền giá sỉ anh? Giá sỉ thì hôm gà em chở vô tâm nông em bán thì 5.000. Ừ. Nhưng mà nếu thương lái ở đây là ta không mua, ta có 1.000 mấy, 2.000 ký không? Trời ơi. Rồi mướn mỗi một người như thế là bao nhiêu tiền? Thì ta xuống gỗng ta hái vậy là một giờ là 25.000 gì đó. Rồi đâu đủ tiền hái đâu? Bởi vì tính nếu mà 2.000 một ký là lỗ luôn á. Ồ, hôm nay thì anh hái bán cho thương lái nào? Em thì mấy ngày nay em bán trong tâm nông. Dạ. Rồi lúc trước thì bán mình lái chợ mới đó, rồi tính ra chi phí vận chuyển bên cũng vô đó rồi. Bị bán lái giá thấp quá đó. Dạ. Thấy thua luôn rồi, cái mình không có chở đồ bánh đó. Không có xe đi Sài Gòn nè, chợ không hoạt động, thương lái không mua nè. Dạ. Đó. Thì hiện nay mình lấy vốn lại được không anh nha? Dưa này thì chắc ăn lỗ đó mà không biết lỗ nhiều lỗ ít thôi. Giá này mỗi một con dưa như thế này lời vốn là bao nhiêu tiền hả anh ha? Thì tùy theo chi phí mình làm. Nếu mà ai nặng phân thuốc thì cũng 10 mấy triệu. Ừ. Tính dần cây mới luôn nha, nhờ mình cũng cây cũ mới à, mình mua mới số. Cây này nha, qua đây đi. Mấy cây dựng cắm nè. Ờ. Mấy cây này ha. Dạ. Mấy này cây mới nè, cây này cây cũ nè. Mua làm cho nó vàng cho nó leo rồi. Dạ. Rồi căng dây đồ nữa. Cũng cầm phù lắm mới được cái gì dưa chứ. Rồi cái này vô hái được chưa? Dạ anh này hái rồi. Hái dài vô tới trống rồi. Ờ đi vô trống được anh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh Nhân? Em 36. Ồ. Đây là mấy chị này là nhân công mình thuê hả? Dạ có người thuê, có người nhà. Dạ. Chào cô ha. Chào anh, dạ chào chú. Dạ. Này bà xã. Ồ chào chị. Dạ. Ôi ruộng dưa này đến đợt thu hoạch mà gì 6 công gì tiêu luôn rồi. Đi hoài đi không hết. Dạ hả? Mấy mùa trước có lời không anh Nhân? Dạ có. Dạ. Lời thì công dưa mà nếu như mà trúng là lời khoảng 20-30 triệu vô.
nếu mà trúng giá 10 mấy ngàn, 12 ngàn ha thì được, nhưng mà cái đó trường hợp đó cũng hiếm lắm anh ơi. 12 ngàn là trúng lắm đó ha. Dạ, đó giờ em làm là 12 ngàn là trúng giá nhất. Dạ. Mà khi vậy là cũng được ngày ngày thương lái cũng xuống à. Ồ, chứ đâu phải để vậy hoài. Là đây là mình đang hái rồi hả? Dạ. Qua đây đi. Ồ, mấy chị đang hái nè, ở dưới đó đó hả? Dạ, đang hái. Ồ, vô quay cái trái coi. Mấy chị này đang hái ở dưới này nè. Mấy cô đang hái nè. Cô đang hái dưa hả? Dưa. Dạ, mình hái thuê hay là người nhà của anh Nhân? Hái thuê ha. Dưa này được gọi là dưa này là dưa tốt chưa ta? Dưa này nè. Dưa tốt. Dưa tốt ha, cái trái này nè mới đều nè ha. Chứ nào đều mình lội ra. Dạ. Đều là anh bán bao nhiêu một ký anh Nhân? Đều thì em bán cho tổ từ thiện Tân Thạnh đó thì được 2.000 ký. 2.000 ha. Dạ. Kiếm tiền bé là chụp đỉnh rồi. Ồ. Dưa tốt thì anh bán 4.000. 5.000 mình chở phải vận chuyển đi xa. Tới tầm 5 đó. Là vận chuyển thêm 1.000 nữa ha. Chi phí là 4.000. Dạ. Công cán mình đi khi tình hình dịch bệnh này cũng ngán. Mày cô bác của anh chị thấy nguyên một cái công dưa cực kỳ lớn luôn á. Làm thì vất vả lắm anh Nhân ha. Đúng rồi, mình phải cầm cây mấy cái đầu một dây chì này. Dạ. Mới nứt. Mới kéo dây hai đầu xong rồi mới nứt từng cây vậy đó. Nứt từng cây sao? Nè, nứt vậy nè. Nứt lần một dây vô vậy nè. Ờ. Do nó này không chạy lên đi xuống á. À. Cố định lại hả? Lên ra. Cây nào cũng phải buộc hết vậy đó. Cực dữ ta. Đâu hái một trái ăn thử coi. Được mấy trái nhỏ nhỏ không? Dạ. Dưa này chặt lớn luôn. Hôm nay có xịt bọng gì không? Không có xịt luôn ha. Giá này đưa vô nó thì trái này ngon không? Nhưng hơi bự không chứ nó hơi to à. Nè, nè nè nè. Ôi, ăn gì tổn chết. Cô bác anh chị Nhân hái cho mình không dám hái trái này. Tại nó còn nhỏ quá. Đi. Như leo này, cái trái này mà chấm muối ớt á. Muối ớt à, thấy gãy. Đợt này được mùa không anh? Thấy vàng dưa lúc đầu thì cũng im lắm, mà sau nghe giá nó không có đó rồi mình đâu có dám đun phân đun thuốc vô, dám xịt thị lỗ nữa. Đó, đây hiện tại bán không được, trong khi đó đun phân đun thuốc cho nó thì tốn tiền nữa. Mà hiện nay phân với là thuốc lên giá cực kỳ luôn. Đúng rồi. Lên gần gấp rưỡi á. Ngày xưa một bao phân lạnh là chỉ có 500 ngàn mà giờ lên gần 800 ngàn thôi. Phân quá lên. Xưa 200 mấy, 300 giờ 600. Lên gấp đôi. Rất ngon. Dạ. Mình chỉ là Thái. Thôi bây giờ như thế này nè, em sẽ ủng hộ. Hiện nay thì hôm nay thì có lái mua nhiều chưa? Dạ thì mình bán ngày nào hay ngày đó chứ. Hôm nay hiện tại thì cũng có số người vòng vòng đó, người ta hàng thì cũng hết rồi. Ờ. Còn mai thì không biết sao. Ừ. Hôm nay là bán ngày nào hay ngày đó chứ. Hôm nay là mình hái người ta đặt hàng cho mình rồi ha. Dạ. Là người ta đặt hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ như thế này, chiều nay anh có thể cho em ủng hộ tiếp anh trước là 500 ký. Chiều nay hả? Nếu chiều nay mình mai mình mới giao là sáng mai giao sớm cho em. Sớm chắc cũng không được, bị sáng là như người ta bẻ rồi là phải cứ chiều nay giao được không? Ô, chiều nay không được. Chiều nay không được hả? Dạ. Lại giao cho người ta rồi nè. Này là người ta mai khoảng chừng 10 giờ 10 rưỡi thì có. Bị sáng mình mới gà bẻ à. Dạ. Thì bây giờ như thế này nè. Nghe chị Xuyên nói thì em sẽ cố gắng ủng hộ với lại cái vườn dưa. Cái vườn dưa của mình. Dạ. Thì trước tiên anh Nhân ngày mai 10 giờ đi, 10 giờ hoặc là đầu giờ chiều cũng được nữa. Giao cho em 500 ký. Ừ, mình chở đâu anh? Anh chở tới chỗ luôn hả? Thì mình ấy cũng vậy, thì chi phí vận chuyển mình phải chịu luôn chứ. Thì bây giờ có nghĩa là em mua
để mà giải cứu tiếp đám dươi của mình là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là những người dân ở quê em vẫn còn khó khăn, em muốn hỗ trợ cái phần nào đó. Dạ. Mua để làm từ thiện luôn. Đó, thì anh để cho em hai loại dưa đi, cho nó loại đều cũng có mà loại tốt cũng có. Dạ, như có này có kia đó ha. Dạ. Rồi. Thì anh gửi em 500kg thì nó khoảng bao nhiêu tiền em có thể gửi cho anh luôn cũng được. Thì phân nửa này phân nửa kia hay sao? Ừ. Thì nghĩa là mình đó mình sợ dưa đèo nó không đủ số. Ví dụ dạ, không đủ số mình lấy dưa tốt. Là còn nhiêu mình lấy dưa tốt luôn phải không? Dạ. Rồi thì cái đó như mình như 4.000kg, còn dưa đèo mình tính 2.000 thôi. Dạ. Thì cũng đi bằng giá bán chỗ mấy chú từ thiện chứ. Dạ. Để mình lấy tiền công rồi ha. Dạ đúng rồi, lấy tiền hái được rồi. Dạ. Cô bác của anh chị thấy không? Ồ trái dưa gì ngon ghê á. Ha. Dưa tốt ghê á. Gai không? Ăn đi. Để nha. Chú, trái đó nó không ngon hùng đâu. Hiện nay thì mình thu hoạch được số lượng được phần nửa chưa anh Nhân? Dạ tính nếu mà thời điểm giá nhiều quá thì hiện tại giờ là chắc chưa được phần nửa đâu. Mà giá thấp gì là chắc tính nhiều phần nửa. Bởi vì khi giá thấp mình đâu có phân thuốc đồ vô. Do đó là nó chắc nó ăn mau hơn. Dạ. Nếu mà phân thuốc đầy đủ mùa này ít nhất là cũng có nghĩa là dưa của anh á thì lỗ cái công thuê nè, công làm vàng nè, công phân thuốc nè. Và dưa này ăn thì nếu như mà anh nó không có phân thuốc thì dưa này ăn nó sẽ mau tàn. Dạ đúng rồi. Đó. 6 công dưa đang cầu cứu cô bác của anh chị. Thì hôm nay thì qua đây để mà cùng với anh nè, để mà chia sẻ bớt cái khó khăn phần nào, để mình vừa ủng hộ bà con nông dân, vừa ủng hộ cho anh luôn, vừa ủng hộ cho những người khó khăn. Anh Nhân ơi, tùy theo thời điểm nó rộ quá. Bây giờ xe bên đây anh không có thương lái nào lấy hết luôn hả? Dạ không, lúc đầu là nó có nhưng mà nó nhận giá mình quá trời thấp, mà trong khi đó mình phải vận chuyển qua tới Túc bên kia. Dạ. Giáp ganh An Giang cái bánh nhận giá là 1.000kg không? Chắc hơn, trừ chi phí rồi luôn chắc được 1.700, 1.800. Ờ. Tại qua tới bển mà tính mình 2.200. Trong đó một chiếc xe đi qua tới bển là 300 mấy, thêm cái công mình đi bển nữa là. Rồi một lần vậy là mua bao nhiêu? Thì mình có nhiêu mình chở bao nhiêu vậy đó. Nhà vườn giờ khổ quá ha. Vô tình hình dịch bệnh này thấy khó khăn quá. Dạ. Hôm sau cho nó qua dịch đi ổn định đồ lại chứ. Vậy đợt xong đợt này anh có tính trồng thêm không? Cũng chưa biết nên sao đây. Chứ còn dịch hoài rồi trồng hay sao, lỗ hoài. Nông dân muốn bỏ nghề. Bỏ nghề gián đoạn luôn hả? Chứ lỗ hoài rồi sao bù lỗ rồi. Có nghĩa là mấy mùa trước anh lời thì mấy mùa này anh lỗ lại rồi. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ em sẽ gửi cho anh trước một ít tiền ha. Thôi đi, mai nào em giao em alo anh rồi cái đồ anh chuyển sau cũng được chứ đâu gì đâu. Dạ. Nguyên con dưa này. Ôi vui quá ha. Dạ. Đâu mọc dưa đèo đâu mà. Ở chơi vô ông chị. Cái này nguyên nè. Ở chơi. Cái này dưa sạch không nè. Dưa sạch không? Dưa sạch, dưa sạch. Đâu thịt sâu quá, sâu quá cạp. Con sâu quá hả? Không dám sạch. Đâu có sạch đâu. Đâu sạch con sâu ăn ha. Dạ, nó cạp gì nhưng mà mình ăn vẫn được. À, cô bác quý anh chị biết không, ở miền Tây á thì hiện nay dưa á, thì lại dưa rau củ quả lại bị ùn ứ. Trong khi đó thì ở Sài Gòn á thì lại thiếu thốn. Vì xe từ miền Tây không thể nào mà lên Sài Gòn được nữa. Khổ ghê. Okay. Tình hình chung. Yeah. Một nơi thì ùn ứ không có bán được. Yeah. Còn nơi thì lại thiếu. Trước đọc báo em thấy đang 70-80 ngàn ký trên phố không ạ? Dạ, ba dưa leo trái hồi nãy em cầm mà bẻ lúc đầu là 30 ngàn trái. 30 ngàn ký hai trái. Một trái. Ghê hả? 30 ngàn trái. Dạ. Có một cô này làm ở cũng trên phố hiện tại giờ còn tránh là mua có mấy trái à. Dạ. Mà bữa đó chụp hình gửi về là 30 ngàn. 4-5 trái à. Ở trong cái cửa hàng nó bán 30 ngàn trái dán thẳng lên trái dưa luôn. Vậy đó. Wow.
phải xuống đây mua dưa này. Dưa bự nào? Ờ, bằng trái đó đi cô, bằng trái đó đó. Dạ. À. Vậy trái vậy là 30 ngàn á. Không? Xuống đây thì bán 5 ngàn. Cô bác quý anh chị thấy biết không, thì mặc dù là cái khó khăn như vậy nhưng mà anh Nhân vẫn cười để mà cho nó qua cái khó khăn. Có muốn nói lời nào với lại những người mà thu mua dưa hay sao, có cần giải cứu gì không? Dạ thì cũng được rồi, nhưng mà cầu mong sao cho tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng cho nó qua, đừng nông dân ở đây rồi dễ như xe cộ đủ dễ vận chuyển, thì lúc đó giá nó sẽ có hơn, nông dân sẽ bớt lỗ lá hơn. À, có nghĩa là không phải là dưa của anh mà tất cả các lòng gãy là thất thu hết hả? Hiện tại giờ bắp giờ nó cũng đang sụp nữa. Thương lái lúc đầu ta hợp đồng có 4.500. Hiện tại giờ mới nghe nói là bây giờ xuống 3.000 đó. 3.000 ký chục hả? 3.000 một ký vậy đó. Ký hả? Ừ. Mình căng không chịu căng thì nó bỏ. Trời ơi. Bỏ thì mình lỗ chi phí. Thì ví dụ nó sụp xuống 3.000 thì mình cũng phải gán 1 triệu. Dạ. Đừng lấy lại đồng nào đỡ không đó. Hiện nay thì ở cái quê mình á, thì tình hình dịch bệnh cũng đang rất là căng thẳng nè. Và người dân lao động cũng rất là khó khăn luôn. Mà được những người trồng dưa như anh Nhân này ủng ứ là càng thêm khó khăn nữa. Thì mong sao dịch bệnh nó sẽ mau qua hết để cho người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ mà trở lại cuộc sống bình thường là người dân vui lắm luôn. Mà bây giờ mong sao là vậy thôi. Chúc anh Nhân sức khỏe. Thì giờ trước mắt đó, ngày mai thì anh sẽ chuyển cho em 500 kg trước. Dạ. Thì nó khoảng như tiền ta, ví dụ như 4.000 thì khoảng 2 triệu ha. Dạ. Khoảng triệu chắc không tới, không 2 tới, triệu không tới. Vì có một số dưa đèo nữa đó anh. Em gửi đặt cọc anh trước 1 triệu đi ha. Thôi để đi, có gì mình chứ anh chuyển khoản cũng được. Nó cọc mộng gì. Không chứ em cần thương lái tới nay em cũng đâu lấy tiền đâu. Ờ. Có nghĩa là thương lái mà làm gãy là lấy ngày trước ngày sau mới báo giá, phải không? Dạ đúng rồi. Rồi căn đầu vụ tới cuối vụ mới trả tiền luôn. Ồ trời ơi. Thôi chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Và mình sẽ còn gặp lại ở những clip giải cứu về nông sản tiếp theo ha.